Hello, hello everybody, welcome to Health VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay đầu tiên thì Health xin cảm ơn tất cả các bạn ha. Health cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh trong thời gian qua và đã giúp kênh lên được 10.000 sub ha. Thì trước thì có nói là làm một cái server game để tri ân anh em, nhưng mà gọi là sao ta, kiến thức làm game không có nên là Heo chưa có mở được cái server nào hết. Và hôm nay thì cũng hack được một số server game ha, nên là sẽ lấy cái video này làm cái video tri ân cho anh em ha, tri ân những anh em đã ủng hộ kênh trong suốt chặng đường từ không sub cho đến 10.000 sub hôm nay ha. Rồi ok, bây giờ và Heo nói luôn là server này là của người khác, không phải là của bên kênh Heo. Và anh em ban quản trị cũng như là Tướng Danh đã nói chung là đã lấy cái thầu về cho anh em, và đã ra quyết định là nói chung là bàn bạc với nhau là cái thầu này sẽ là free cho anh em. Vậy nên là anh em chơi thì giúp Heo ha, là giữ gìn ha. Còn nếu mà hư thì bên Heo không chịu, không có chịu trách nhiệm ha. Và server này là của Việt Nam nha anh em. Rồi ok, bây giờ vào game ha. Và còn một lần nữa thì nhắc anh em luôn là làm hết nhiệm vụ ha. Hết nhiệm vụ 14 rồi chúng ta hãy chơi game ha. Rồi ok, thôi bây giờ chúng ta vào vấn đề. Đây, công thành xưng đế ha. Đó, bỏ qua mấy cái này đi, ngẫu nhiên được nè, kệ nó, không quan trọng, nhưng mà kệ mẹ nó, nào cũng được mà. Chọn đi, đó, ok. Bây giờ Heo sẽ làm nhiệm vụ ha, nhiệm vụ chính tuyến cho nó lên level cao luôn. Đó, lên level 14 hết nhiệm vụ 14 thì anh em có thể thâu được rồi ha, tránh lỗi hư này nọ. Và cái server này thì trước khi mà anh em bên Heo lấy về, Tướng Danh đồ lấy về thì cái con này nó anh em mà muốn chơi á thì gọi là sao ta, phải bỏ tiền ra mua thâu ha. Nhưng mà cái thâu này bây giờ đó là miễn phí ha, nên anh em chơi thì giữ gìn giúp Heo ha. Và chừng nào bên kia mà người ta fit lợi lỗi thì chúng ta nhịn đói ha. Nói vậy thôi chứ chơi bình thường. Và nhắc anh em luôn là cái này là server S1 nha, chỉ thâu được có S1 nha. Đó, anh em nào mà thâu S2, S3 không được thì nói là sao game không thâu được là bó tay nha. Cái này là chỉ thâu được S1 thôi nha anh em. Ok, giờ làm nhiệm vụ cái đã. Rồi, ngồi chạy nhiệm vụ nãy giờ thì bây giờ nó lên được level 14 rồi ha. Đây 14, giờ để dạy nhiệm vụ hướng dẫn này cái. Anh em nhớ nha, nhớ là cái này không phải của Heo ha. Thì cái này là công sức của các anh em này nọ thôi. Đi hack, đi lượm, đi ăn cắp về thôi chứ cũng chả có tiền bạc gì đâu. Rồi ok, chưa có VIP thì bây giờ vô lấy VIP nào. Nè, quả VIP ngay S1 à. Ngay cái VIP 1 ha. Đó, vô túi, mở ra. Rồi ra, chúng ta sẽ được mát VIP 15 ha. Ok, tới phần quan trọng nè. Like share mạnh mạnh nha anh em. Thì video này là tri ân 10.000 sub này nha. Ok, đâu rồi, ID. Đó, đâu rồi, bấm vào. Đây ID nè ha. Đó, 9 1 1 2 3 1 0 3 2 1 8 6. Thâu thử cái nè. Thiên công hoàng nguyệt anh xanh hả. Đồ cuồng sư mã, mã siêu xanh đó hả. À đủ phẩm một thôi. Ok, xong rồi anh em bấm quay lại. Rồi vô thư ha.
Đó, chu cho à. Ngon lành, ngon lành. Wow, quần sư mã siêu, tướng xanh luôn. Trời ơi, Việt hóa ngon lành luôn. Ngon, ngon. Làm thêm vài tướng nữa nè. Đây, Thiên Công nè ha. Hoàng Nguyệt Anh vậy nè. Đó, bấm quay lại cái. Đây, tướng này tướng gì ạ? Á đồ Hoàng Nguyệt Anh tướng xanh ha. Kỹ năng là tấn công lần lượt, mục tiêu giảm 5, 10, 15 sĩ khí hả? Được, được. Tiếp nào, tiếp nào. À, để làm luôn một lần ha. Cái này là cái gì đây? Quần thần Khổng Minh nữa nè. Trời ơi, có Khổng Minh xanh nữa hả? Ghê hả? Rồi Võ Hánh Quang Vũ xanh nữa nè. Quá trời ngon luôn. Đó, Chiến Thần Lữ Bố xanh luôn. Đó, thâu hết luôn ha. Cái gì à? Nguyệt Thần Điêu. Ủa? À, Điêu Huyền phải. Má tới chữ Điêu cái hết. Tự nhiên, ủa ta nói, ủa sao trong game này tự nhiên có Thần Điêu đâu đây nữa ta? Trời, Rồng Thần Triệu Tử Long nữa hả? Rồi hả? Tướng xanh quá trời luôn. Tà Y hả? Tà Y Ngoa Đà xanh. Ngon lành anh em. Bởi vậy like, share mạnh mạnh ủng hộ heo nha. Thì video này là tri ân ha. Tri ân 5.000, ở lộn 10.000 sub ha. Đó, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nha. Và nếu được thì anh em nhớ đăng ký kênh Heo VKT Vlog giúp Heo với nha. Đây con này con gì đây? Đồ La Sát nữa hả? Ôi La Sát tôm hưởng hương kìa. Wow, ngon lành, ngon lành. Chù cha bự quá bay. Rồi, tiếp theo là ai đây? Ai đây? Đồ toàn tướng mới không anh em? Trời ơi, Tày Hoa Đà nữa chứ tướng mới không? Tướng xanh nè, xanh lè, xanh lét luôn. Rồi đây ai đây, hình như là Triệu Tử Long. Đó, đó, đúng y luôn. Rồng Thần Triệu Tử Long ha. Ngon, ngon. Bởi vậy anh em like, share mạnh mạnh tay ủng hộ heo nào. Cái nút like, cái nút share nằm dưới kìa. Đó, trời ơi, Nguyệt Thần Điêu. Đó, cách cái Huyền. Đó, đẹp luôn. Đây, Lữ Bố nè, Lữ Bố nè. Wow, Lữ Bố xanh nha, Chiến Thần Lữ Bố. Wow, wow. Quá trời luôn, quá trời luôn. Còn đây là ai đây? Đó, Quang Vũ nhà ta, tướng xanh ha. Võ Hánh Quang Vũ. Oh my god. Còn đây thì ai vậy? À, Khổng Minh hả? Ôi giời ơi. Khổng Minh có bộ đam này nọ cũng khá cao. Tiếp còn tướng nào nữa không ha? À, Quách Gia xanh nữa nè. Đó, Quýt Gia xanh hả? Ừ, Quýt Gia xanh. Thần Hạ Hậu Đôn xanh nè. Đó, rồi Thần Hạ Hậu Đôn xanh nè. Ủa, gì hai cái như vậy? Ở trên là gì? À, Hạ Hậu Uyên, ok. Yêu Cơ Tôn Phu Nhân nữa hả? Rồi, có Tôn Phu Nhân xanh nữa nè. Rồi, Tiểu Bá Dương nữa nè. Đó. Rồi ai nữa đây? Quần Thần Chu Du nữa hả? Trời ơi. Tà Thần Trương Phi nữa, trời trời trời. Có Tà Thần nữa hả? Trương Sĩ Tả Tự nè. Tả Tự nè. Đó, Hồ Sĩ Hứa nè. Hứa Chữ Xanh nữa nè anh em. Ngon lành, ngon lành. Quá trời tướng xanh luôn. Tiên Vũ Cát nữa nè. Đó, còn ai nữa, còn ai nữa? Hoàng Trung nữa nè. Trời ơi, tướng mới quá trời luôn. Bởi vậy anh em chơi thì nhớ like và share ha. Con này người ta bán thì bên em, bên Heo VKT thì phi ha. Hách đem về phi cho anh em ha. Lưu Bị xanh nữa nè. Đó, Tào Tháo xanh nè. Đó, Tôn Quyền nữa nè. Quá trời tướng xanh luôn, ngon luôn. Hết rồi, hết rồi, hết tướng rồi, hết tướng rồi. Đó rồi, dưới này là mấy cái đạo cụ này nọ thôi. Quá trời luôn nè. Đây, đạo cụ thức tỉnh. Đó, thức tỉnh nữa nè. Ở làm lần 10 cái đi, để xài từ từ. Ok, rồi vô nè. Đâu rồi, đâu rồi, đây. Trang bị nè, Kim Tướng Thần nè. Thần Hồn hả, ok.
Rồi đây đồ để đạo cụ hức tỉnh 37, ngon lành. Ok, nguyên bảo đâu ra vậy? Đó, tướng xanh nè, ngon lành luôn. Đó, tôn quyền xanh nha. Tiếp tục đây. Đó, tàu háo xanh nha. Bởi vậy anh em like, share mạnh mạnh, ủng hộ heo nào. Đó, đó. Tri Ân ha, clip này là Phi ha, Phi full nha anh em. Và Phi không có bán thâu này nọ ha. Nếu anh em thấy mà chơi ngon ok này nọ thì có thể don ủng hộ tinh thần cũng như là này nọ cho anh em. Đột mắt Cam Ninh nhìn như Jack Barrow vậy anh em. Vải đái, đầu tóc như là Jack Barrow vậy. Ôi giời ơi ạ. Ở đây là ai đây, ai đây, ai đây? À, Hoàng Trung, Hoàng Trung. Nó, nó, nó. Chơi thì dữ ha. Nếu mà thấy ok thì mai chiều thì sẽ hack luôn S2 và S3 ha. Thì cái này hâu này chỉ hâu được cho S1 thôi nha anh em. Đó, heo nhắc lại luôn là chỉ thâu được cho S1 nha. Mấy ông nào đi hâu cho S2, S3 không được rồi vào chữ bới này nọ là lóc nha, mệt lắm nha. Video không xem mà toàn đi hỏi không à. Má làm video 2-3 tiếng mà tao nói ra là toàn mấy hánh đi hỏi không. Nó hỏi không mà đéo có chịu vô coi. Mệt thiệt luôn á. Nó cũng như là con Pokemon gì Pika quyền hội đó. Bà mẹ nó có hướng dẫn nói rõ ràng là ừ VIP GME là đăng nhập là lấy ha. Dẫn đi qua hỏi. Ủa đụt má Tôn Phu Nhân đẹp vậy. Dẫn qua fanpage nhắn tin hỏi ừ anh ơi có đó làm sao để có gờ mê. Trời đụng má nóng máu không thèm thèm chặn ghê luôn á. Mấy thứ đó là chặn là cũng đáng ha. Má bực bội gì đâu á. Việc hóa cho chơi tận răng rồi mà còn đi hỏi. Làm video hướng dẫn cặn kẽ mà còn hỏi. Thiệt luôn á. Đây Quách Gia này nhìn thấy ghê quá. Rồi anh em muốn hâu gì nữa thì cứ hâu ha. Đó, quá trời luôn, thâu rất là nhiều luôn. Gì đạo cụ, cái gì 70 cấp tôn hưởng hả? Gì vậy? Này là cái gì? À, không biết, kéo xuống thử coi. Nè, mảnh vỡ nè. Tạo háo này nọ nè. Hiền viên, mũ rồi đồ rồi tùm lum hết nè. Đó, heo thì cũng không rành cái bản này ha. Không rành cái game công thành xương đế cho lắm. Nên là anh em nào có chơi thì cứ việc tải ha. Thì tải thì nhớ like và share ủng hộ heo nha anh em. Và đừng quên đăng ký kênh heo VKT Vlog nữa nha. Để giúp heo lên 4.000 giờ nha anh em. 4.000 giờ xem và 1.000 lượt đăng ký với ha. Đó. Kim Nguyên Bảo nằm đâu ta? Nãy giờ thấy tướng không mà chưa thấy Kim Nguyên Bảo này nọ nha. Anh em thì quả múc này full hết rồi. Anh em chỉ cần thâu thôi ha. Hình như là tiền bạc rồi cũng nằm trong này hết nè. Đó, nên là anh em chỉ có việc thâu và chơi thôi. Đó. Mấy con này làm sao đem đi bán bớt ta. Cái này nó không như cái kia ha. Đem đi bán này nọ cho nó trống trống bớt chứ. Còn A-Safe ta, A-Safe hình như không có luôn. A-Safe có không? Hình như đây không có A-Safe. À đây, 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 thấy kinh nghiệm nè, kinh nghiệm, kinh nghiệm. Đây, đây, đây. Ok, kinh nghiệm. Đó, A-Safe ha. Lên cấp nè. Đó, ra là đó, lên cấp rồi đó, bây giờ là chạy hướng dẫn này nọ nè. Đó. Bởi vậy anh em like, share mạnh mạnh tay ủng hộ heo nha anh em. Đó. Đừng quên like và share nữa ha. Rủ bạn bè, anh em, đồ xung quanh hàng xóm, đồ hay là mấy cô dì, chú bác hay là thầy cô, bạn bè trong trường ha. Chạy qua mấy cái lớp kế bên, đồ năn nỉ, ỉ ôi, quỳ lại, giáng sinh, đồ xin cho heo 1-2 súp chứ ha. Đó. Thì cứ lên 20.000 súp thì tìm thêm một số con game nữa kỷ niệm
và tri ân cho anh em ha. Còn như bây giờ thì chưa có gì thì chúng ta cứ chơi như vậy đi, tại vì cũng chưa biết cách mà tạo server này nọ ha, nên là anh em thông cảm chơi đỡ như vậy ha. Còn khi nào mà biết cách làm admin này nọ thì có thể là lúc đó là làm game này nọ thêm cho anh em. Đó đó đó, để chạy xong cái đống nhiệm vụ này cái. Rồi ăn một chút A-Sep thì nó lên chỉ có 400 level thôi ha. Thì tướng thì đây heo có một nồi nè. Đó, chỉ là ba cái con tướng cười cười thôi chứ không có con gì mà thấy ngon hết ha. Đó, chỉ có nhiêu đây thôi anh em. Trời ơi, tướng cũng thường mà. Đó, rồi sau này nữa nè ha. Đó, chỉ có nhiêu đó tướng à, không có nhiều lắm đâu. Hồi nãy thì đang nâng tới con gì rồi ta? Mẹ cũng không nhớ là nâng tới con gì nữa đó trời. Đang cộng đồ, heo đang cộng đồ cho nó ha. Đó. Trời ơi, tướng ai đây, đây, đang nâng cho con Quang Vũ. Đang tinh luyện ha, không phải đang ghép chứ, đang ghép lên. Đó. Nhớ nha anh em, thì đây là video, nhắc lại một lần nữa, cái video này là và con game này luôn, đó là con game để mà tri ân ha, tri ân anh em của kênh ha, để giúp heo lên được 10.000 sub ha. Và nếu lên được cứ phát triển như vậy thì tới lúc mà nó lên khoảng 20.000 thì sẽ tiếp tục tri ân nữa ha. Và lúc đó thì có thể là mở game, không thì cạc ha, không thì một thứ gì đó, nhưng mà chưa biết nào tới thì tính thôi, tại vì giờ cũng chưa biết là chừng nào mới lên được 20.000 sub nữa anh em. Chà, chắc là 100.000 sub chắc làm lớn luôn á, mở tiệc ăn mừng luôn á chứ. Mà hiện tại là chưa lên tới đó nên là cũng chưa biết ra sao, ngồi ngóng thôi. Nào biết gì đâu anh em ơi. Đó, đó, Quang Vũ ha, trời, lực chiến có 2 triệu mấy rồi anh em, trời ơi, bèo dữ hả? Đó, 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 trời ơi, ngon lành luôn, ngon lành luôn. Cái này lấy ở đâu ta, trong hâu hình như không có. Nguyên liệu giáp nhạn linh hả, giáp nhạn linh. Ở đây không có cái ô mà để tìm mới ghê chứ. Giáp nhạn linh, nguyên liệu mảnh vỡ gì tùm lum nè, kim sắt rồi quá trời luôn. Ủa kim sắt có phải là cái này không ta, để coi. Mảnh đỏ, cái này bản đỏ, cái này đây, nhạn linh nè, đây thấy rồi. Đồ, thấy rồi ha. Lưu màu kiếm, ok, nhạn linh mũ nè. Lấy đồ phòng, lấy ít thôi, lấy nhiêu đây ha. Rồi, nhạn linh áo giáp nè, đó, lấy ít thôi, đừng có lấy nhiều. Rồi, nhạn linh đai lưng nè, đó. Rồi, đâu rồi, hết rồi, chỉ có 4, ủa, sao có 3 cái vậy ta? Nhạn linh gì có 3 cái vậy? Lưu màu kim vậy nè, ta lậm hết luôn đi. Đâu rồi. Đây nhạn linh nè. Đây là mảnh vỡ lỗ túc cam ninh. Ta đang ở Quang Vũ đúng không? Đi kiếm mảnh của Quang Vũ bỏ vô nè, thử coi phải mảnh của nó không nữa. Tư mã tung sách nhan lương. Quyên thật, không có rồi. Phấn kim gì tà le học me hết. Bảo hạch, trời ơi, lắc rồi nè. Chán thì anh em chơi game nhớ giữ gìn ha, nhớ giữ gìn game này nọ nha. Rồi vô hư nè, đó, trời ơi, một đống luôn, đúng rồi. Cái này là hoa ảnh kiếm ha,
nguyên liệu hoa ảnh kiếm, đúng rồi, đúng nó rồi, đó, đó, được, được. Nhưng mà nhiều lắm mà nó cho có 5 số à. Trời ơi, nguyên liệu đồ mát luôn ha. Nhớ nha anh em, nhớ like và share ha. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ heo nha anh em. Đó. Đâu rồi, mà giờ ra bỏ con ấy vô cái đã. Cái mảnh của mấy con này nằm ở đâu ta? Heo cũng không biết nữa. Đây Quang Vũ nè. Đó, trời ơi, đội hình lên liền ha. Để làm full một đội coi nó ra sao. Trời ơi. Quang Vũ đâu rồi? Mới thấy nằm đây mà đâu rồi? Đây, 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 Quang Vũ lên đứng đầu nè. Tiếp ha, đột phá. Đột phá là mảnh lên, đó. Đột phá tiếp, đồ lực chiến lên đều đều ha. Trời ơi. Lực chiến vẫn lên đều đều nha. Nó lên nữa rồi. Ủa sao cái này đột phá không có tốn gì hết ta? Ủa không có tốn gì luôn rồi đó. Cộng 5 cộng 6 rồi nè. Wow wow. Ôi lực chiến 3 triệu rưỡi rồi. Well well well. Cộng 7 à, Quang Vũ cộng 7 à ha. À cái này chắc không cần mảnh quá anh em. Tướng này ngon vậy. Dù không cần mảnh luôn, không cần mảnh luôn. Ẩm rồi, ẩm rồi. Anh em nhớ nha, like, share mạnh mạnh tay nha. Đừng quên đăng ký kênh nha. Và nếu được thì cho Heo xin một đăng ký ha. Và ít thời gian của anh em bên kênh Heo VKT Vlog ha. Để nhanh được 1.000 sub và 4.000 giờ xem nha anh em. Nó, nó sẽ có những cái mốc mà chúng ta gọi đó là những cái mốc kỷ niệm. Đó, 4.7 triệu, đồ 4.8 triệu rồi, 4.8 triệu rồi. Sao đột phá này nó lên dữ rồi ta? Nó còn hơn là lên đồ nữa anh em. Wow wow. Rồi cộng riết gì rồi, nó cộng tới bao giờ trời? Ờ hết rồi nè, giờ phải cần mảnh nè. Mảnh mảnh Quang Vũ, cái mảnh này không biết là mảnh gì á. Ok thôi cứ để đó đi. Thức tỉnh coi lên không. Còn cái thần tướng hồn này là để ở đâu hả ta? Không biết cái này ở đâu luôn á. Thôi kệ mẹ nó đi. Rồi đây đồ nữa nè. Đó còn nữa, còn nữa. Còn nhiều mà. Đây ghép tiếp nè. Đó lên luôn đồ cam, đồ thần gì lên luôn ha. Ây da hết đồng hả? Chù. Hết đồng hơi buồn ha. Mà không biết thâu đồng ở đâu nữa. Hết rồi nè, không biết thâu đồng ở đâu luôn. Đậu phòng. Rồi anh em nhớ like, share mạnh mạnh tay ha. Link Heo để dưới phần mô tả nha anh em. Anh em nào có chơi thì tải về ha. Thì đây là cái video gọi là kỷ niệm ha, tri ân anh em ha. Đó. Thâu full này nọ nha anh em. Sáng rực, Chu Du, Quang Vũ, Phấn Kim. Ủa, nãy nó kéo lên trên rồi mà, ok. Lựa chọn hạ hầu đôn xanh khoa kỹ. Đây đây đây. Đây đây đây, hai nè, Kim Nguyên Bảo nè anh em. Đây thấy rồi nha. Đó, đây là Kim Nguyên Bảo nè. Sát Nguyên Bảo nè, sót Nguyên Bảo nha. Đó. Rồi kéo xuống là chúng ta sẽ có đồng ha. Sót đồng tệ nè, đó. Thấy rồi, nãy giờ mới thấy ha. Rồi full ad luôn anh em. Trời ơi, Kim Nguyên Bảo này nọ là tới bến luôn anh em ơi, tới bến luôn. Bởi vậy anh em nên like và share mạnh mạnh tay nha. Để kênh càng ngày càng phát triển, để có thêm những cái mốc mà lịch sử này nọ ha. Đó. Một
ngàn mét một triệu gì không biết đó. Đây số không là phải nhiều nhiều vậy nè, mạnh mạnh tay lên đó, nói với chơi giữ gìn nha anh em. Đó lỗi hư luôn rồi, vậy là lỗi hư ha, thâu ít thôi nha mấy ông, thâu nhiều rồi lỗi hư lại đổ thừa tôi nữa, tôi khổ lắm rồi ha. Đó là một nguyên nhân mà dẫn đến lỗi hư nha đó, nên anh em thâu là ít ít thôi, số lượng như heo là banh ha. Rồi xong thì chúng ta tạo lại một cái ạc mới thôi, chỉ có vậy thôi đó. Nhớ nha anh em, đừng có thâu dại dột như heo nha. Nọ nọ. Rồi bây giờ còn nhiêu thì ta phá bấy nhiêu thôi. Nhớ nha anh em, nhớ nha, nhớ nha. Thâu rất ít thôi, đừng có phá quá ha, nó sẽ bị hư ha. Rồi, nó còn lên đồ nữa nhưng mà thôi, bao nhiêu đây thì cũng đi đánh đủ rồi. Trang bị ở đây còn nữa nè. Đó. Này làm cái gì? Tăng hả? À tinh luyện, tinh luyện. Ngon lành, ngon lành. Trời ơi, lên lực chiến 7 triệu, 7 triệu mấy rồi kìa, 8 triệu luôn. Ngon, ngon. 7 triệu 9 rồi, 7 triệu 9 rồi. Đó, đó. 8 triệu 1 rồi, lực chiến 8 triệu 1 rồi. Wow, wow. Chù cha, cứ con nào mà cũng vậy là chắc lực chiến lên cả tỷ đó anh em. Heo thì chơi không rành mấy cái này ha. Đó. Rồi thôi. Đó, link thì để dưới phần mô tả nha. Anh em nào có chơi thì tải về. Nhớ nha anh em, chơi nhớ nương ha. Chứ chơi mà mạnh tay quá thì nó sẽ banh server đó. Giờ giác nó đi đánh thử một cái coi, hồi nãy là đây là đây 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 nè, nước ngụy đúng không? Ông nước này hồi nãy đánh rồi. Ok. Hồi nãy là đội hình chính là đội hình nào ta? Đúng rồi, Lưu Bị, Quang Vũ nè, Trương Phi nè. Đội hình này là chỉ có 15 triệu lực chiến thôi ha. Mà trong khi đó là Quang Vũ là hết một mớ rồi. Đi lẹ lẹ lên anh ơi, đi về lâu quá à. Lẹ lẹ nè, kết thúc video nè. Rồi nhắc lại luôn một lần nữa, heo và tất cả anh em ban quản trị xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả anh em trong thời gian qua nha. Và cảm ơn anh em đã giúp cho kênh heo lên được 15 triệu, ở lộng 10 triệu lượt sub, ở lộng mà từ tào lao ghê không. Giờ cái ngồi mơ mơ tới mấy triệu mấy triệu. Rồi cảm ơn anh em ha, đã gì vậy? Đây đó, đây cầu tướng nè. Cảm ơn anh em ha, cảm ơn anh em đã giúp cho kênh lên được 10.000 lượt sub ha. Và heo mong là sớm sớm được 20.000 sub này nọ nha, để mà chúng ta còn có những cái video hay như vậy nữa nha. Nọ nọ. Trời ơi, một mình thôi, một mình thôi, đánh rồi, trời ơi. Quang Vũ đứng đầu, Quang Vũ đứng đầu, đó. Wow, ngon lành luôn, giết hết luôn, trời ơi. Chắc phải tạo một cái ạc vô là đồ sát hết ha. Và nhắc lại nha, cái này là chỉ có em nhắc lại luôn, thì đây là chỉ có một cái server 1 ha, còn server 2, 3 thì không có nha anh em. Rồi đó, heo nhắc lại luôn là chỉ có ở server 1 thôi. Còn 2, 3 thì nếu mà anh em nào like xem anh mạnh tay thì sau này sẽ biết đâu sẽ có thêm nhiều video hack này nọ ha, là phi này nọ ha. Nhưng mà trước mắt là chỉ có nhiêu đây thôi. Anh em nhớ like xem anh mạnh tay ủng hộ kênh nha. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Ok, ok. Mẹ rồi, đánh không nổi rồi. Rồi. Hô rồi, hô rồi. Mấy con kia có cộng gì đâu. Ồ, vậy mà vẫn thắng ta. Đù. Rồi, rồi, rồi. Bye bye, bye bye. Chào tạm biệt các bạn ha.
Rồi một mình mà đi chiếm hết cái đống này luôn là chắc ngon lành luôn á. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn.